Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đấy. Ê, tao lại có thể như vậy chứ? Lẽ nào nơi này còn có cao thủ? Đổi phương hướng. Lại là một thiên tài, đáng ghét. Đáng tiếc Nã Phu không thể nào hồi phục trạng thái đỉnh phong, nếu không thì... Hiếu gia, cẩn thận một chút, thứ này có hơi quỷ gì? Không sao, ta sẽ dùng pháp trận phong ấn nó lại, có lẽ là không sao. Hai tên này, trước đây vẫn luôn ở đây sao? Chờ một chút, hình như bọn họ... Hai người này mình đã từng gặp qua rồi. Đó là một trận chiến mười mấy năm trước, tiến sĩ mệnh lệnh cho mình bảo vệ bên ngoài bí cảnh đế làng. Đáng tiếc, mình đoạt xá tục nhân tào nhân thất bại. Bị hắn làm đứt cánh tay rồi bỏ trốn. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là tình hình chiến đấu ở trong bí cảnh đế lăng như thế nào rồi. Chỉ nhớ cuối cùng đã nhận được truyền tin của tiến sĩ. Cô ta nói là khởi động cánh cửa của dị lục ở trong bí cảnh đế lăng, đem tất cả mọi người đều cuốn vào trong đó, để cho mình một mình tự thoát nỉ, đợi hắn quay lại. Theo lý mà nói, trong bí cảnh đế lăng có lẽ là không có ai còn sống mới đúng chứ. Nhưng mà không thể ngờ sau khi nhận được thông tin không lâu, lối ra vào của bí cảnh vẫn đã bị mở ra rồi. Mà hai tên này hình như chính là người còn sống sót trong đó. Những người còn sống sót không bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Ngoại trừ bọn họ ra, hình như là còn có hai đứa bé. Không nhớ gì nữa. Ấy, đáng tiếc thật. Người đang còn nói thầm cái gì vậy? Có thể nói lớn tiếng lên một chút được hay không? Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, thật sự là không muốn từ bỏ thân xác của thích cách giả túc nhân tào nhân này. Kế hoạch vốn dĩ, thông qua thay đổi dung khí, không ngừng tích lũy độ tiêu chuẩn đối với tào nhân đột phá giới hạn. Như vậy sớm muộn gì cũng có thể sờ đến ngưỡng cửa của thần giai rồi. Không ngờ kế hoạch vừa mới bắt đầu thì đã xảy ra bất ngờ rồi. Giữa chừng xuất hiện một người bình thường. Không những giới hạn của thiên phú có tổn thất cực kỳ lớn, mình thông qua kế hoạch không ngừng đoạt xá túc nhân tào nhân để tích lũy độ tiêu chuẩn cũng đã bị cắt ngang giữa chừng rồi. Dung khí phàm nhân bình thường cắm vào cắt ngang độ tiêu chuẩn của tào nhân không túc nhân tào nhân, túc nhân tào nhân, túc nhân tào nhân. Nhưng mà bây giờ cũng hết cách rồi. Có phải ngươi đang nghĩ đến thứ gì không lịch sự rồi đúng hay không? Người trẻ tự đại, ngươi thật sự cho rằng đại trận phong năng là vạn năng hay sao? Sao vậy? Ngươi còn có cách chạy thoát ra ngoài nữa hay sao? Hay là nói muốn kéo ta vào trong thế giới tinh thần để ngược đãi? Ngươi phải trả giá cho sự tự đại của ngươi. Cái giá này chính là thân xác bình thường của ngươi, là của ta rồi. Nhẫn đèn khởi động thỏa thuận tinh hồi. Nhận đường đơn xin ý thức của ngoại tuyến. Khởi động thỏa thuận tinh hồi. Hình như là có vài thứ gì đó. Lần này vậy mà có thể tránh đường thức hải hư cấu ở tầng bên ngoài mà ta đã bố trí hay sao? Sao ngươi lại chạy ra ngoài nữa rồi? Ây à, ký chủ cá tạp vãi lúa. Ký chủ cá tạp của ta sao khác hơn so với trước đây vậy? Ủa, ở đây thế giới tinh thần của ký chủ sao cũng có gì đó sai sai vậy? Trước đây rõ ràng trước đây ngươi nhìn thấy nó chỉ là trong thức hải hư cấu của tầng bên ngoài mà ta dùng trận pháp xây dựng, là dùng hộp các thế giới tinh thần để làm bẫy. Thế giới tinh thần hư cấu mà còn là một trong. Thì ra ký chủ cá tạp lại đỉnh như vậy sao? Không có gì giỏi giang quả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ phòng ngự công kích tinh thần mà thôi. Không đúng, chờ đã. Hình dạng này của ký chủ đại nhân à, lực chiến đấu lại đạt đến mức độ đáng sợ không thể nào miêu tả. Hơn nữa cảnh giới này là cái quái gì vậy? Giới hạn của giai đoạn chỉ có 12 mới đúng. Nhưng mà mẹ nào, đây mới là thực lực thật sự của ký chủ đại nhân hay sao? Sao đứng im không nhúc nhích nữa rồi?
là ngươi làm hay sao, Lai? Ngươi đừng có làm loạn chứ. Lô tì không làm gì cả, lẽ nào không phải là ký chủ đại nhân làm hay sao? Lão phu không làm gì, ta còn muốn xem thử rốt cuộc là tên này muốn làm đến mức độ nào. Những cảnh tượng đó, mảnh vỡ ký ức mà tên đó đã tra tấn đúng không? Tại sao phải dừng lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Cảnh báo sai sót. An toàn cho phép thông qua thất bại. Viết vào gặp phải từ chối, thỏa thuận cưỡng chế dừng lại. Thỏa thuận tinh hồi của phiên bản hiện tại có quyền hạn không đủ. Quyền hạn đẳng cấp an toàn của dung khí cao hơn phiên bản hiện tại. Không thể nào đem phần ý thức ngoại tuyến này viết vào dung khí. Sao có thể chứ? Vậy mà miễn dịch với thỏa thuận tinh hồi. Không thể nào bị dung khí đoạt xá. Người là... Kẻ giám sát,